ngày 26 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 16 tháng Chạp năm Quý Mão. Dưới sự chứng minh của Chư Tôn Hòa Thượng Giáo Phẩm Chứng Minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Gò Vấp, Chư Tôn Đức Ni Hệ Phái Khất Sĩ, môn đồ đệ tử đã cung thỉnh nhục thân Ni Trưởng Thích Nữ Đào Liên nhập Kim Quang trong sự hộ niệm của Tăng Ni Phật tử dự lễ. Quang lâm chứng minh có Hòa Thượng Thích Nhật Lan, Hòa Thượng Thích Giác Thuận, đồng chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Gò Vấp, Tịnh Tọa Thích Đắc Bạch, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Gò Vấp, cùng Chư Tôn Đức Ni Giới, Hệ Phái Khất Sĩ và Phật tử đồng về hộ niệm. Mở đầu buổi lễ, Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh Quang lâm Giác Linh Đường, cung đối trước tôn tượng Đức Phật A Di Đà, dâng hương cầu nguyện để nhờ tha lực từ bi của chư Phật tiếp dẫn Giác Linh có đi trưởng Cao Đăng Thượng Phẩm quả chứng vô sanh. Từ phương trượng diện chủ, môn đồ đệ tử thành kính bái lại và cung thỉnh nhục thân cố đi trưởng về Giác Linh Đường nhập vào Kim Quang trong tiếng niệm Phật đồng thanh của tăng ni Phật tử tham dự. Tại đây, Chư Tôn Đức chứng minh đã tụng kinh cầu nguyện và đồng cử nhành dương sái tịnh nhục thân ni trưởng và Kim Quang. Theo cáo phó, ni trưởng Thích Tử Đào Liên, diện chủ Tịnh Xá Kỳ Hoàng, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, do niên cao lập trưởng, vừa viên tịch vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 1 năm 2024 nhằm rằm tháng Chạp năm Quý Mão tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng, trụ thế 79 năm, 45 Hạ Lạp, đã nhập Kim Quang ni trưởng cử hành vào lúc 4 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2024 nhằm ngày 16 tháng Chạp năm Quý Mão, Kim Quang tôn trí tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng, số 119 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ viếng bắt đầu vào lúc 15 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2024 nhằm ngày 16 tháng Chạp năm Quý Mão. Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 6 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2024 nhằm ngày 18 tháng Chạp năm Quý Mão. Sau đó cung tiễn Kim Quang ni trưởng đến trà tỳ tại đài hỏa táng Bình Hương Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.